Trấn Thành hé lộ đoạn tin nhắn nhằm mục đích tố ngược bà xã sau khi bị bắn đứng. Tuy nhiên, chi tiết nhắc đến cố nghệ sĩ Chí Tài gây tranh cãi. Vừa qua, Harry Won gây chú ý với khán giả khi công khai những dòng tin nhắn đầy mùi mận giữa cô và Trấn Thành. Cụ thể, ông xã A Sinh đã hối thúc Harry Won sớm về nhà để anh ôm vì anh đang rất nhớ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thích thú là cách nữ ca sĩ lưu tên Trấn Thành trong điện thoại. Sau khi biết tin, mới đây Trấn Thành đã có màn phản đòn dành cho bà xã. Trên trang cá nhân, anh đăng tải đoạn tin nhắn có nội dung Harry Won thể hiện tình cảm mặn nồng không kém. Không chỉ Harry Won, Trấn Thành cũng có cách lưu tên bà xã khiến nhân tình ngả ngựa. Nếu giọng ca anh cứ đi đi lưu tên ông xã là sinh vật lạ, thì nửa kia của cô nàng đặt tên vợ là có vấn đề. Chi tiết đáng yêu này khiến đông đảo người hâm mộ và cư dân mạng vô cùng thích thú. Bên cạnh sự thích thú với cách xưng hô của cặp đôi nghệ sĩ, người hâm mộ cũng đặc biệt chú ý đến nội dung tin nhắn mà Harry Won gửi đến ông xã A Sinh. Theo đó, Harry Won nhắc đến việc nghệ sĩ Chí Tài ra đi đột ngột, khiến cô và ông xã biết quý trọng nhau hơn. Cụ thể, khi được ông xã hỏi, dạo này có vẻ thương tôi lắm nha, Harry Won đáp, sau sự việc của anh Chí Tài, em biết phải thương anh nhiều hơn. Để mai này em không có tiếc nuối, sẽ có nhiều cái tỏ tình hơn nên chồng chuẩn bị tinh thần trước nhé. Có thể nói, thông qua cách Harry Won và Trấn Thành lưu tên trong điện thoại, đã chứng minh cả hai đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng thú vị và vui vẻ. Dù đã kết hôn hơn 4 năm, nhưng cặp đôi lúc nào cũng khiến nhiều người phải suýt xoa ngưỡng mộ bởi tình cảm gắn bó, yêu thương nhau như những ngày đầu của mình.